Con đã có cái đuôi để đi hút con cá để sống. Trời ơi, nè, đuôi nó cũng bị cục rồi nè. Đó, nhưng mà cái đuôi con này còn có chút xíu nè. Nó sót theo. Wow. À, nó có. Nó bỏ đi. Thôi nguyên cái mình. Kinh khủng. Cái nó sao? Bơi. Gì? Bơi ở trên kiến á, anh quay cái mình mới thấy bọn nào để nó lên nè, nó lên kiến kẹ kẹ. Cái bọn nó lên kiến nè. Đó. Bây giờ đến đến ba nó quay nè con. Bọn nó chưa. Cái bụng của nó. Cái bụng của nó.